Hello tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Vâng, mình là Hương đây. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đôi chút về một cái gọi là cái Thái Sơ Thần Giật nhà boss đảo. Thì hôm nay mình sẽ nói những cái chuyện về Lin Silver. Hiện tại mình đang ở trong hồng môn thần vật. Thì cái này là Lin Silver nè. Đó. Ở đây thì nó sẽ có những cái bốn trang bị gì. Ở đây nó sẽ có những gồm những cái thiên cơ thần phù. Không biết cái này ngắn ở đâu à. Cái này nó cường hóa trang sức hay là mặt mình không biết. Nhưng mà đé là cái này nghĩ là mình nghĩ là nó nằm trong cái phía bên cường hóa rồi, chứ nó không phải là cái trang sức đâu. Tiếp theo là cả thần thú men hon. Thì cái này đảo thần thú á các bạn. Đó, ở đây thì có ở đảo nhà. Boss ở đảo nhà. Và phê lê linh này thì nó sẽ có những cục này. Còn ở đây là đảo tầng 1. Đây là tầng 2. Nhưng hiện tại chưa quay được. Tại sao mình không đánh đảo nhà mà mình lại ra đảo Lin Silver mà đánh? Đơn giản thôi các bạn ơi. Đơn giản một điều là Lin Silver nó sẽ có một cái thẻ. Nó là thẻ mở rộng thần thú. Thậm chí nó sẽ có những cái món trang bị thần thú đỏ. Đó là lý do tại sao mình lại ra đây mình đánh. Silver thì nó chắc là chưa không có rồi. Silver chỉ có một cam thôi. Đó, và nó sẽ không có cái thẻ mở rộng thần thú. Còn Lin Silver thì chỉ có, nhưng mà cạnh tranh rất là nhiều. Đó. Và hiện tại mình đang ở trong cái đây. S9. Nói chung là các bạn đánh nó trong bất kỳ một cái chỗ nào cũng vậy. Black muốn rớt thử coi đây là cái gì. Còn 12 S12 các bạn. S12 nữa là xong rồi. Sau khi đánh chết boss thì mình thử coi nó rớt cái gì, mình thử coi là mấy cái đó là nó làm cái gì. Mình không nghĩ là cái đó là chắc là nó cường hóa vô cái này. Có thể là nó rèn vô cái đó hoặc không, hoặc là nằm trong vòng tẩy luyện. Không phải luôn, tẩy luyện thì nó không có liên quan rồi. Nó là một cái trang bị cho một cái con biết hay con gì đó chẳng hạn. Vậy nó không có các bạn à. Số lần đi của cái này là 3 lần. Một ngày 3 lần hồng môn thần vật. Vậy nó chứ không có bất kỳ tốn kém gì đến KNB là ngọc khó của các bạn. Còn cấm địa thì còn cái cấm địa ở nhà thì nó sẽ tốn. Đây, cấm địa ở nhà. Cấm địa thì bạn vô lần thứ 3 thì nó sẽ tốn 160 tiêu ngọc. Mình khuyên các bạn luôn là một ngày đi 2 lần thôi. Một ngày bạn nên đi 2 lần thôi. Bạn đi lần thứ 3 là bạn tốn rất là nhiều nha. Đây đánh hết rồi. Vậy hiện tại mình đã có được hai món tám xịt. Để ghép một món tám bê sao hồng thế này thì bạn cần phải có bê món tám bê sao màu đỏ và bê cái cục này. Nhưng mà cái đầu bảy này mình cái đầu bảy này nó vẫn chưa thể nào mà nó tách được các bạn. Mình mới lý do tại sao mà này tách không được. Đây. Mình không biết tại sao nó tách không được. Hình như là sau khi phi thăng nó tách. Phi thăng là gì mình không biết. Nhưng mà đồ 8 thì tách được. Đồ 8 mình tách được, nhưng cái đồ đó mình tách không được các bạn. Hồi nãy mình định mặc cái áo, mình kiếp cái áo để mình mặc. Thì mình nghĩ rằng áo với vũ khí là hai cái mà gọi là mạnh của một thằng nhân vật. Nhưng mà mình không đủ đá để mình sẽ chu ma. Thì game này nó sẽ chia làm 3 cấp bậc. Chu ma, đồ các bạn. Chu ma, chu tiên, chu thần. Nha. Nó không có chia là chu tiên với chu thần. Mà nó nói là chu ma, chu tiên, chu thần. Cái lượng đá tốn cực kỳ khủng khiếp. Đây. Chu ma là chỉ cần những cái viên đá bình thường thôi. Chu tiên, đây là chu tiên nha các bạn.
Tôi tin thì cần đá vũ khí. Vậy như đây là đá nam á. Nhưng mà game này nó chia gồm đá vũ khí, nó cái viên đá chứ không có là tính một một loại mà nó tính thành nhiều loại. Đó, 100 viên ghép được 25 viên đá. Đây là đá này, là mấy cái viên đá này là nó chứ không có dạng như là mỗi mỗi viên đá này nó thuộc một một món đồ khác nhau, chứ nó không có tính hết tất cả là một món đá nó xài hết full đồ. Chu ma, chu tiên, chu thần. Các bạn chơi game này thì các bạn nên chu ma. Ừ, chu ma trước. Mình nghĩ là các bạn nên chu ma thôi. Bởi vì đồ thì càng ngày nó càng lên cao mà mình chu mấy cái kia thì không đủ, chắc không không cần đâu. Mà mình chẳng mặc xét đồ xịt 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 như đây là thấy nó đáng ngầu rồi. Chu thần thì mình nghĩ là chưa đủ, chưa đúng, chưa cần lúc đến lúc có chu thần. Số lượng đá nó quá nhiều. Chu tiên thấy muốn thở oxy rồi. Vậy chu thần biết chừng nào? Chu me không nó mệt mỏi rồi. Như các bạn, chu me 8 nó mệt mỏi rồi mà các bạn nghĩ đi. Chu me 8, chu me cũng không nên. Đó, còn thiếu lên thiếu xuống. Nè, giờ này còn thiếu lên thiếu xuống mới được cái hai món 8 à. Mặc dù trong kho của mình thì nó rất nhiều đồ nó, nhưng mà chưa thế nào mình thấy chu me full set 8 được. Đó chỉ mới là chu me thôi nha, chứ mình chưa nói, chưa mình chưa nhắc đến chu tiên chu thần đó. Để bạn nghĩ đi, chu tiên chu thần nó biết tốt đấy cỡ nào đó, nên thôi. Chu me là đẹp, chu me là đẹp các bạn ạ. Và nếu như mà nãy giờ có âm thanh gì ồn ào thì các bạn thông cảm nha. Phi thăng trùng thiên 2 mở khó trang bị thuẫn phi thăng, cái này nghe quen cái gì. Phi thăng là giống như là nó hình như phi thăng xong mình nghe nói là sau khi phi thăng tách được cái độ 7 đó ra. Để mình dưới sân boss đi rồi mình vô thử các bạn. Tại sao nó lại bị phi thăng? À cái này dạng như nó là chuyển chuyển 4 các bạn. Chuyển 4 hay sao á? Nhẹ chuyển sinh đó các bạn. Khi mà level các bạn nó quá cao rồi đó, nó sẽ chuyển sinh cho bạn. Chứ nó sẽ không để bạn mà mất một level tới 1.000 mấy đâu, nó sẽ chuyển sinh về level 1. Nhưng mà nó sẽ để một cái biểu tượng khác nhìn đẹp hơn là số B338 để nó sẽ để một cái vòng tròn màu hồng gì đó xong để số 1 vô đó. Nó sẽ chuyển qua đó nhìn đẹp hơn. Nó gọi là chuyển sinh đó. Boss nó chết đi xong rồi mình vô đó mình coi nó là cái gì. Mà e rằng bây giờ mình không cái vào đảo thần thú được đối với mình đánh đâu các bạn ơi. Vì tụi nó canh, giờ này chắc tụi nó canh dữ lắm. Vì nó liên server luôn mà. Nó liên rất nhiều server lại chứ không đơn thuần chỉ là một cái server. Game nó có một cái lợi là khi bạn ở trong một cái map boss nào đó bất kỳ, bạn có thể bấm như bất kỳ một cái khác đó mà nhảy ra, chứ nó không có để cái chữ là là nó không để chữ bạn đang ở đâu đó mới không thể vào, nó không để như vậy. Đụng vô cái sao không gì ba, đụng mất máu nội mày ơi. Mấy kỹ năng lạng lách đánh võng của mình thì dăm be cái đồ quỷ này. Bại nữa trời. Mẹ đáng sợ vậy. Chạy sao trời. Đi theo cái dòng này đi. Nãy chẳng qua là bị thấy lẹ quá nên mình có chút hoảng thôi. Chứ ba cái đồ này mình thì các bạn luôn á, mình ba cái đồ quỷ đi mình chơi với cái một. Anh em mất máu rồi. Dăm ba cái đồ. Ok. Tam mũi chân hỏ luôn, thấy ghê thì chứ. Mở được cái kỹ năng mới các bạn.
mở nơi kỹ năng mới được đột phá cảnh giới lên thành trùng thiên hai được giao. Ủa, tính ra cái chuyện bốn này nó khủng khiếp thì chứ. Mà nhìn nè, trùng thiên ba, trùng thiên bốn, mở khó độ 10, độ 11 phi thăng. Ồ, mà bây giờ cái đồ đó mình tách được chưa? Hồi nãy nó phi thăng gì đó, mình phi thăng rồi, giờ tách được chưa? Tách được chưa? Tách ghê được chưa? Tách không được các bạn ơi. Vậy nó ôm viên đá nó trốn luôn, nó không nhảy viên đá ra cho mình nè. Một viên đá cũng là một viên đá các bạn. Sao thế nhờ? Đây, còn 1 phút mấy nữa nè, giờ mình vô mình bính nhau cho các bạn nhìn. Thì ở trong đảo này nó chỉ có đơn giản, không biết nó có bính tượng hay không à, không biết nó có bính tượng không, còn có tượng không, chắc chắn không có tượng các bạn à. Đó, ở đây thì như có lượm cái phe lê phụng linh, một ngày bạn lượm được 2 lần à. Một ngày bạn có thể nhặt được 2 lần cái cục phe lê phụng linh này, được 2 lần về phe lê, mà cái phe lê sơ thì được 10 lần và cái lượt me dương đánh ở đây được 3 lần. Cái lịch sử rơi nằm đâu vậy ta? À, nhật ký nè. Thì lần trước có một số người đừng ở đây coi lượm được cái thẻ mở rộng thần thú không, chắc không đâu, dễ gì ăn được của game, thẻ nó cũng chắc cũng tiền không đó các bạn. Trời ơi, mó nó. Thằng này lực chiến nó bao nhiêu vậy? Nó có 19 triệu mà sao nó mạnh dữ vậy? Sao mình chạy ra lại các bạn? Mày mình tắt nó lại, cái gì đâu? Ở các bạn mình còn ai ở đó, mình lôi kéo người xin xin cứu hộ các bạn, xin cứu viện. À, có mấy đệ tử, có mấy thằng bạn ở đây mà. F12. Bán này nó có 17, 19 sao nó bốn đâu với ta? Mẹ nó quạo thế giờ. Để mình bật cái đặt cái chế độ chiêu máy hoặc tự động biến thân mình tắt. Nó có ai sợ ai? Sao đông dữ vậy? Ủa? À, muốn đánh nó là mình ấn vô mấy cái này nè các bạn. Nãy là mình ấn vô cái con ngựa nên nó không đánh hay sao á? Mấy bạn đã lỡ phé mình rồi thì mình cũng không có ngại cái chuyện mà đập mấy bạn đâu. Mấy quạo thế nhờ. Bạn mình mang giúp mình nè. Mấy khứ cái đèn đâu vậy ta?
để mình mẹ nó cày thế nhờ. Tụi nó bay thằng 17 triệu các bạn, mà mình căn bản mới không lại bay thằng. Cái thứ mà nói này là cái nhiệt của cái game này, cái nhiệt của cái chuyện mà ăn boss nó đảo các bạn ạ. Bắn bậc 8 thôi mà khổ lên khổ xuống như đó. Lỡ quýnh nhau luôn chứ sợ vậy các bạn. Đánh người ta biết mình là ai. Đánh người ta biết mình là ai các bạn. Ủa bạn, các bạn mình nó mất hết rồi ta. Đây là công chuyện. Lỡ các bạn, cho nó lỡ cho nó lét luôn các bạn. Báo chết luôn rồi. Báo này chắc có tới 12 giờ đêm, 1 2 giờ sáng mới ăn được với các bạn. Trong này nó đông mà nó nguy hiểm quá. Má phá hết mỏ ngọc của ông bạn. Mấy ông này bỏ hòa bình nữa ta, chắc là đồng minh hay sao á. Thôi kệ, người ta quýnh mình thì thôi các bạn, người ta quýnh mình thì thôi chứ quýnh ta làm gì các bạn. Như mấy bạn F12 thứ quýnh lộn thì mình ra mình đánh nhau chứ mấy bạn này quýnh mình đâu. Ăn đó cho ta ăn các bạn, đánh đấm cái gì đó, vô bên này đâu quýnh mình đâu. Đó, tao đâu quýnh mày đâu, bạn thấy không? Có mấy khốn nạn nó quýnh mình trai. Nó vô mình đứng mình canh cái buổi. Mình đứng mà vô mình canh trước đúng không các bạn? Cái người quýnh mình thì mình quýnh lại. Mà toàn là mình bị ăn đòn không à.
Bó chắc là tối các bạn mình ăn các bạn ơi, chứ mình nghĩ mình ăn không nổi đâu. Mình nuốt không nổi con boss đâu các bạn. Giờ sẽ có gì, bây giờ sẽ có vô cái hồng môn này mình đánh với con tám nào đó. Đây đồ đại của cái server nào đó quýnh tám đi, xong rồi ốp các bạn ơi, tối các bạn mình nó lo. Chửi gì vậy? Như các bạn cũng thấy cái video của mình là mình bị đánh, mình bị đánh đúng không các bạn, chứ mình đâu quýnh ai đâu, đứng nó ngang boss nó vô quýnh mình, nó kéo bàn vô quýnh mình chứ mình đâu có quýnh nó đâu. Nên mình cái chuyện liên server chửi các bạn đừng có quan tâm các bạn ơi. Các bạn biết sao không, các bạn tắt cái này nè, chỉ với các bạn luôn rồi, nó không tắt chat đây, nó cài đặt ở đâu mất rồi. Ở đây chắc nó chỗ chat, tắt chat các bạn à, không quan tâm, tắt chat ban cũng được, tắt chat thế giới, tắt chat liên server, nói chung là đừng có quan tâm các bạn à. Nào quýnh mình quýnh nó lại, còn nào quýnh mình thì thôi, bữa nào mà buồn buồn bồ bỏ bồ chơi bồ chửi gì đó thì bạn vô bản đồ xét, đồ xét hết map. Cũng trẻ sao kìa, admin nó cũng trẻ khó ạ, các bạn lại làm cái gì đâu mà các bạn sợ, căn bản mình chơi nó vui mà, game game BK mà chơi với BK đúng không các bạn, có gì đâu quýnh ông lại thôi, lên chửi bớ làm cái gì, mình không thích quýnh ông lại tôi chạy. Quân lại chạy cái gì, sau này tìm mình trả thù sau, có gì đâu mà cá lộn đồng ven làm cái gì các bạn, muốn hơn tè nạp tiền vô chơi tè cái gì đâu, còn mình nó cao nó chiến nó cao quá thì né né nó ra chứ còn gì phải chửi các bạn. Căn bản nếu như mà các bạn chửi á, mình chửi nó thì căn bản một điều là nó cũng không có, nó cũng không theo các bạn đâu, mình nói thiệt, mình chơi nhiều game mình hiểu. Bây giờ bạn chửi không chửi quýnh là nó quýnh à, tâm trạng của nó vui hay buồn nữa, nó vui nó theo, còn nó buồn nó quýnh bạn, nó căn bản nó là chuyện của nó, ai làm được nó đâu, không ai làm được nó hết đó. Muốn hơn muốn được nó thì nạp tiền vô hơn nó chứ không cái kiểu mình bây giờ mình đứng mình chửi nhau. Thậm chí ban mình cũng không muốn trách nói chuyện đó, chân mình à. Bạn nạt mượn của ông ta mà bạn à, mượn của bạn mình nên mấy cái chuyện BK này thì cũng hạn chế lại bớt các bạn, bởi vì có nhiều cái cũng không có cần phải BK nhiều lắm, chẳng như như chẳng mấy một con boss đánh xong chắc gì rớt mấy món đồ ghép xịn lên xịt xuống cũng vậy à, có mất tiền lên mất tiền xuống, có để 12 giờ đêm hay 12 giờ sáng mày ăn boss trẻ đụng bạn luôn nó thiệt, giờ đó không ai ở nữa đâu mà quýnh các bạn đó. Giờ này là giờ này là giờ này là giờ hành chính này, nên tụi nó đông nên mình cũng không có gì phải nói, chỉ buồn rồi má, ba thằng 17 19 triệu quýnh 23 triệu như chó, em thấy nơi nó hơi kỳ, hơi sai sai cũng không sao, do mình cũng chưa rành những game này lắm nên khi BK thì nó cũng hơi nông tay, chứ mình không biết ai gọi rõ chứ đơm đơm bỏ mẹ nó rồi bảo quá mà quả lắm với các bạn. Nó lâu lần clip cho các bạn coi bị ta đánh như chó nhưng mình cũng không buồn nữa, cũng không sao đó, sau này bạn mình nó muốn nạp nữa thì nó nạp vô mình sẵn sàng cà mạc đi với nhau. Xong boss này coi rất rồi xịn, ghép thương phát cho anh em nhìn đến đỡ em biết nhân phẩm của mình nó cỡ nào, các bạn nhìn nhân phẩm của mình nha, nãy giờ tìm thêm món 82 sao nó không có, wow thế giờ tìm thêm món 8 cam 2 sao ghép lên bay sao thì không có. Không biết các bạn ghép sao cho mình chơi game nào không vậy, các bạn bay món à, lúc nặng bay món các bạn bay cam quay nào chưa bán cái này vậy, wish mắc không chơi tưởng cái gì với cục đó thì căn bản đối với mình nó mắc quá. Là mình
Mình chỉ mua nhạc để review trải nghiệm thôi, chứ mình cũng không có muốn gọi là tùy tiện đụng đạn đụng vô đồ hay là mua gì đó nó quá khả năng của mình. Lỡ chỗ bạn nó cần dùng KNB đó, nó mua cái gì đó mà không có thì cũng kỳ, mình cũng không mua mấy đó. Thích ra mua đất ghép cũng được, cái này ghép 5 miếng là được một cục nha các bạn. Ủa 4 miếng à, vì mẹ nó bốn năm với mình 5 miếng. Ok bye các bạn nha, hẹn gặp lại bạn em đi sắp tới nha, bye bye các bạn. Mình mới đổi bộ đồ cho nó các bạn, nhìn nó cũng đẹp nhờ.